Xin chào quý vị khán thính giả. Trong tiết mục Sức khỏe và đời sống của Đài Radio Sài Gòn TV ngày hôm nay, tôi cùng với bác sĩ Lê Đức Xuân Tô sẽ giúp cho quý vị những cái ý kiến và đặc biệt quý vị phải thi hành mới được, để làm sao mà chúng ta sống mà không lo sợ về bị bệnh ung thư. Bệnh ung thư ở trong con người chúng ta nó lúc nào nó cũng có, nó không ít thì nhiều, nó không sớm thì trễ, nhưng mà phải rất là cẩn thận. Và một số những cái bệnh ung thư mà có bị đó, chúng ta có thể ngăn ngừa được. Cho nên vì lý do đó mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ nêu ra những cái tật xấu gì phải tránh, những món ăn gì phải tránh, những điều tốt gì phải làm để chúng ta sống khỏe và sống không bị ung thư. Xin chào bác sĩ Xuân Tô. Xin chào bác sĩ Trường Sinh, xin chào quý vị khán giả của Đài Radio Sài Gòn TV. Thì bác sĩ Trường Sinh nói là trong người mình có tế bào ung thư hả? Đúng vậy. Thì mình không biết được là người nào có, người nào không. Cho nên vì lý do đó đó mà người ta để ý, người ta thấy có một chút xíu những cái cơ cấu di truyền. Ví dụ như chẳng hạn như bà má tôi bị ung thư ruột già, bà mất hồi đó bà 50 tuổi. Cái đó quan trọng. Là tại vì khi bà đẻ ra con cái, hay là anh chị em ruột thịt của bà má mình có thể có những cái mầm tế bào ung thư có sẵn trong người rồi. Nó chỉ chờ đến một cái cơ hội nào để nó mọc ra mà thôi. Chính vì lý do đó là mỗi khi đi khám bệnh các bác sĩ, chúng tôi hỏi quý vị, không phải là vì tò mò, nhưng mà hỏi để chúng tôi căn dặn ở quý vị, hỏi trong nhà có ai bị ung thư ruột già không? Dạ có, tôi có người em chết hồi 50 tuổi, bà má tôi qua đời vì ung thư ruột già hồi 62 tuổi, tôi có bà chị chết vì ung thư vú hồi đó tuổi mới có 40. Đó là những cái mà chúng tôi cần phải biết để làm gì, để chúng tôi căn dặn quý vị nó cẩn thận nha. Nó có một chút xíu hình thức di truyền trong đó, cho nên vì lý do đó mà phải cẩn thận. Nếu mà bà má bị ung thư ruột thì nhớ mình phải đi soi ruột sớm. Người chị bị ung thư ngực thì nhớ mình phải đi chụp hình ngực. Đó là những cái để mà chúng tôi giúp khuyến cáo cho quý vị mà thôi. Thật ra bác sĩ Trường Sinh nói đúng đó, trong tất cả mọi người đều có tế bào ung thư hết. Nhưng nó có những cái tế bào ung thư và có những cái tế bào nó chống ung thư. Hai cái đó nó sống chung với nhau, cho nên mình, cái người mình khỏe mạnh, người ta không có bị ung thư. Nhưng mà khi đó, cái tế bào mà chống ung thư nó yếu á, thì tế bào ung thư nó sẽ hiện lên là mình sẽ bị ung thư. Thì khi làm sao mà cái tế bào mà chống ung thư nó yếu, có thể là do ngoại cảnh. Chính vì vậy đó, người ta nói là có những cái thức ăn hay là có những cái gì đó có thể làm cho ung thư. Thí dụ như mình hút thuốc lá nhiều, thì đó nó làm cho những cái tế bào mà chống ung thư nó yếu đi, và cái tế bào ung thư nó sẽ đi lên. Là nó bị sao ung thư. Rất là đúng. Ai cũng biết hút thuốc lá là hút cái chất nicotine nó vào trong người, nó sẽ phá phổi chúng ta đó. Không sớm thì muộn, một số những người mà hút thuốc lá thế nào là cũng bị bướu ở trong phổi. Cho nên vì lý do đó, một cái chuyện mà chúng ta có thể tránh được là đừng hút thuốc lá. Đó là rất là dễ dàng. Số rồi, cái nữa là cái mà mình ăn thịt nướng hay là barbecue đó, nó làm cho ung thư. Phải rồi, thì những cái thịt nướng ở đây đó, những gia Mỹ người ta thích barbecue nướng cho cháy lên, rồi khét, rồi ăn nó mới thấy là ngon. Thực sự những cái khét đó là những cái mà khi đi vô trong bao tử chúng ta, nó có thể kích thích những cái tế bào ung thư để cho làm việc ung thư bao tử. Cho nên vì như vậy mà cái vấn đề lâu lâu barbecue chút xíu thì không sao, chứ không phải lễ nào cũng đem cả cái nồi nó ra rồi mua thịt về nhà nướng lên rồi cháy lên. Những cái khói, những cái chất mà khét ở trong đó đó là ai cũng biết đó, là đó là những cái lý do mà gây ra ung thư bao tử. Nhưng mà ở người Việt Nam chúng ta cũng nướng thịt đó, ta nướng thịt ở trên mấy cái lò than, cũng đó là cái lý do là không có tốt. Rất là đúng. Cho nên bởi vì khi ăn, tôi đâu có ăn bún thịt nướng thôi, bún thịt luộc cũng được, nghe nó không ngon lắm, nhưng mà cứ thấy nướng tới nướng lui nướng hoài mà ăn thường xuyên như vậy cũng sợ lắm đó. Dạ, cho nên lâu thì ăn thì không có sao. Đúng. Lâu thì ăn, nhưng mà ăn mỗi tuần không có nên. Nhưng là thì người Mỹ thì hay là barbecue, còn người Việt Nam mình là nghiêm bún thịt nướng cũng không có tốt. Đó là cái đó là bác sĩ Trường Sinh nói. Đặc biệt là người Á Châu dễ bị ung thư bao tử so với những người giống như người Mỹ ở xứ này, trong khi người Á Châu là người Nhật Bổ này, đại hàng Việt Nam này, dễ và tàu này, dễ bị ung thư bao tử lắm. Là một phần ngoài vấn đề ăn uống của chúng ta, hai nữa là có những cái cơ cấu di truyền. Nó có những cái yếu tố di truyền, cũng như là của gì Korean barbecue, của gì barbecue Korean gì đó, mấy cái người mà được ăn mấy cái đồ mà nướng thịt ở trên đó, cái đó cũng không có tốt quý vị à. Bớt lại cái đó đi. Dạ. Ừ. Thì có những cái đó mình có thể mình phòng ngừa được. Ví dụ như mở con nít nhỏ đó, là khi bây giờ mới sinh ra đó, là phải được chích ngừa viêm gan B. Viêm gan B á,
là chích từ lúc mà 2 tháng, 4 tháng, 6 tháng. Rồi khi 10 tuổi thì mình thử máu lại coi em nó còn cái kháng thể chống gan hay không. Nếu nó mất cái kháng thể chống gan, chống cái viêm gan bi đó, thì lúc đó mình chích thêm một lần nữa. Thì cái khi chích cái đó đó mình phòng ngừa là viêm gan bi. Viêm gan bi khi mà bị bệnh giống như mấy lần bác sĩ Trường Sinh có nói, mình không có bị gì hết, nhưng mà đến một cái tuổi nào đó được không mà cái vi trùng nó nổi dậy lên thì nó làm cho bị chai gan và ung thư gan. Thì khi mình được chích ngừa viêm gan bi thì mình sẽ tránh được ung thư gan do con vi trùng viêm gan bi. Đúng vậy. Đó. Có những cái loại chích ngừa khác mà gần đây như bác sĩ Xuân Tô để chích ngừa các em bé trai gái nhỏ thì đều chích hết một cái loại chích ngừa gọi là HPV để ngừa bệnh ung thư tử cung. Cổ tử cung. Đó là tại đó là cho con gái, cũng là cái chích ngừa đó, người ta cho chích cho con trai để phòng ngừa cái ung thư của cái hậu môn và ung thư của cái miệng. Là khi người ta chích đó là từ 9 tuổi cho đến 29 tuổi, trước khi mà đứa bé có cái sự giao hợp về tình dục. Đó. Cái đó quan trọng lắm. Nhất trong cái xã hội này, con em của chúng ta nó hay lắm, nó rất là khá tiến bộ. Cho nên vì vậy mà những cái mà giao hợp tình dục nó nhỏ nó biết hết à. Cho nên vì lý do đó mà người ta đề nghị nên chích ngừa để tránh nó đi. Chúng ta không cấm cản nó được. Cái xã hội này nó là như vậy đó. Cho nên chỉ có một cách là con gái, con trai đều phải được chích ngừa và tấm mấy mũi. Và chích ngừa mà sớm, chứ đừng có chích ngừa để đừng trễ quá. Tại thường mấy bác sĩ nhi khoa đó, người ta khám cho đến 18 tuổi. Nhưng mà người ta có thể chích ngừa, nếu mà ta chích ngừa, ta nói là từ 9 tuổi cho đến 29 tuổi. Thì quý vị biết không, là nếu mà người đó hoàn toàn không có cái có cái vấn đề mà có sex đó hay là có chồng á thì không có thì chích được, mà nếu mà đã có sex rồi đó thì không có chích nữa. Thì đó làm chích hai mũi cách nhau 6 tháng. Đúng vậy. Và có những cái loại khác nữa mà chúng tôi phải đề nghị là người ta nó phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Cho nên đôi lúc quý vị hay hỏi, ồ, đã đi chụp hình ngực chưa? Ồ, tại sao phải đi chụp hình ngực? Tôi đâu có gì đâu, chụp hình ngực khỏe ra. Rồi có tự khám ngực không? Ồ, tại sao phải khám vậy? Khám để coi có trong ngực mình có cái cục gì hay không? Nếu nó có hơi lồi lồi lõm lõm vậy là cẩn thận, là phải đi chụp hình ngực liền. Hoặc là dù không có cái gì đi nữa, đàn bà tới tuổi 40 là bắt đầu đi chụp hình ngực. Đi đọc trường mình để xem coi trong ngực mình nó có cái bướu gì hay không. Mà nếu có thì phải tiếp tục khám phá ra xem nó có phải là ung thư hay không. Cho nên chụp hình ngực là cái đó rất là quan trọng. Cũng giống như là người phụ nữ phải đi làm cái pap smear, là đi cào mấy tế bào ở trong cổ tử cung á, để xem coi mình có bị ung thư cổ tử cung hay không. Những cái đó là phải được khám định kỳ. Không bắt buộc phải làm mỗi năm, nhưng mà tùy theo cái tuổi, càng lớn tuổi thì càng nới ra, nhưng mà càng trẻ mà có chồng con, có giao hợp tình dục là cần phải được đi khám những cái vấn đề mà truy tầm ung thư cổ tử cung. Vậy mấy cái người đi tu không có khám cái đó sao? Tuy rằng là người ta đi tu dĩ nhiên là chắc có lẽ là không có giao hợp tình dục, nhưng mà người ta để ý cũng có những người đi tu tuy là không có giao hợp thì vẫn có thể bị ung thư cổ tử cung. Vậy là tất cả mọi người đều phải thử hết, chứ không phải là chỉ người là mà có chồng thôi. Tại vì người ta nghĩ vẫn có thể có những cái con vi trùng, siêu vi trùng nó có thể gây ra những cái bệnh đó được. Thì đó là siêu vi trùng, đó là HPV. Đúng và vậy. Vi trùng đó là bây giờ từ hồi nhỏ người ta đã bắt đầu chích ngừa, cho nên tránh được cái ung thư do con vi trùng đó gây ra. Đúng vậy. Đó, cũng giống như là làm cái soi ruột á, thì cứ tới một cái tuổi nào dù mình không có bệnh, dù gia đình mình không có ai bị ung thư ruột thì cũng phải đi tới để soi ruột già, phải không bác sĩ Trường Sinh? Rất là trúng. Đó là một cái screen. Không có chờ, không nói tại tôi không có đi cầu ra máu, tôi có bón gì đâu, có đau bụng gì đâu mà cứ bắt đi soi ruột. Không, soi là vì tuổi. Hồi xưa đó là người ta nói 50 tuổi trở lên là nên đi soi. Cách đây 3 tháng các hội đoàn y khoa đã giảm xuống rồi, 45 tuổi là phải đi soi rồi. Tại vì người ta thấy những người trẻ dưới 50 tuổi, 40 tới 50, ủa sao dạo này dễ bị ung thư ruột vậy ha? Người ta đoán chừng cũng có thể là do thức ăn gây ra. Cho nên vì như vậy đó, bây giờ các hội đoàn mà y khoa nói bắt đầu soi ruột kể từ tuổi 45 trở đi. Không cần biết là có triệu chứng hay không, 45 tuổi là đi soi ruột già, rất là quan trọng. Đúng. Rồi bây giờ có những cái khác để mình tránh cho không có bị ung thư. Ví dụ như là mình ta nói là mình không có nên để cho mình quá mập. Để cái mập á, những cái tế bào mà mỡ đó, nó tiết ra một cái chất mà nó làm cho kích thích những cái tế bào ung thư để nó nảy nở. Cho nên nó phải ráng, đừng có mập, nên ráng mình. Và là mập ở đây đó mà thường là những cái khi mà bên này mình hay ăn những cái đồ fast food đó,
nó có những cái chất mỡ xấu á, nó làm cho nó tích tụ, và những cái mỡ xấu đó nó tích tụ xong rồi nó tiết ra một cái chất nó làm cho kích thích tế bào ung thư để nó làm ra ung thư. Đúng vậy. Thế nên mình phải giảm ký là Rồi, và tốt nhất. ăn có ăn thì phải có uống. Mà uống là uống cái gì? Uống rượu, uống bia. Những cái đó cũng không tốt. Tại rượu bia đi vào cũng gây ra chuyện nhiều lắm. Và một trong những cái sợ là ung thư gan. Cho nên vì lý do đó mà thường thường chúng tôi khuyến cáo, xã giao không nói gì, nhưng mà ngày nào đi làm về cũng 4-5 lon, cuối tuần nào cũng 2-3 chai martini, thì thôi chịu, đó là không, không vô phương cứu chữa. Thế nào cũng sẽ bị rắc rối về cái gan, và đặc biệt là ung thư gan rất là khó chữa. Cho nên những trường hợp đó cần phải chịu khó khiêm cử. Rồi ngoài ra tập tành nữa chứ, phải có thể dục thể thao nữa đó, để giúp cho cái cơ thể của chúng ta nó cường tráng. Chứ nếu ăn xong rồi mới ngồi mà cứ bấm coi tivi rồi xong rồi cái hết game này qua game kia thì cũng giống như không. Thì phải tập thể dục. Số hợp sự cái nữa bác sĩ Xuân Tô khuyên là để tránh mấy cái ung thư, người ta thường người ta khuyên ăn những cái thức ăn mà có màu xanh đậm, họ giảm như là broccoli, là spinach hay là những cái kale màu xanh đậm, hoặc là những thức ăn có cái màu mà có màu màu đỏ như là cà rốt, cà tomat, với lại những cái trái mà nó gọi là berry như là strawberry, blueberry, blackberry, cái gì có chữ berries á, mấy cái đó là có nhiều cái chất nó gọi là nó chống lão hóa đó. Đúng vậy. Thành ra cái đó rất là tốt, quý vị, nhà nó giúp cho nó bảo vệ được, ít có bị ung thư. Với những cái kiến thức rất là căn bản như vậy và những cái gọi là giống như là để ý cho quý vị cần phải cẩn thận, thì hy vọng là quý vị sẽ thực hành, phải yêu cầu bác sĩ gia đình cho đi thử máu, đi những cái thử nghiệm định kỳ để mà tránh không có bị ung thư. Xin hẹn lại quý vị trong kỳ phát hiện lần sau. Xin chào bác sĩ Xuân Tô. Xin chào bác sĩ Trường Sinh, xin chào quý vị khán thính giả của Đài Tiếng Nói Sài Gòn TV. Xin chúc quý vị một đêm an lành.